Thường và nguy hiểm như năm 2020. 100 trận mưa đá, hạn mặn lịch sử hơn 100 năm, năm nay thời tiết dị biệt chưa từng có. Chỉ trong vòng 4 tháng đã xảy ra hàng trăm trận mưa đá, lũ quét, hạn mặn khiến nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, theo báo cáo, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan. Mưa đá tại Nghệ An. Mưa đá có hình thù kỳ lạ, hình thù giống như COVID-19. Những ngôi nhà sau trận mưa trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc. Mưa đá diện rộng, nhiệt độ ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội xuống 16,5 độ C, thấp nhất 50 năm gần đây. 11 trận động đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long. Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai đã làm 11 người ở và tích trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại. Tốc mái tính đến hết tháng 4 năm 2020, trên 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng. Vào chiều ngày 15 tháng 5, tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm ế cứu nạn năm 2020, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nhiều đợt thiên tai bất thường, ế đã xảy ra từ đầu năm đến nay khiến việc thu thuế của nhà nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì người dân khó sản xuất. Những trận mưa đá lớn chưa từng có liên tiếp xảy ra từ đầu năm tới nay. Chưa bao giờ ngày 30, mùng 1 Tết lại xuất hiện dông lốc, sấm sét, mưa đá và sau đó liên tiếp xảy ra 104 trận mưa, dông lốc, mưa đá tại 31 tỉnh, thành phố, kể cả ở những địa phương chưa từng xuất hiện. Nhiều nhà dân bị hư hại. Chết nàng bân đã khiến nhiệt độ xuống đến 16,5 độ vào những ngày cuối tháng 4 tại Hà Nội, thấp nhất trong 50 năm gần đây và ngay sau đó là nắng rất nóng, Bộ trưởng Cường cho hay. Từ nay đến cuối năm 2020, xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn ả và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Ả tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020, lũ tại các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức BD1-2, trên các sông suối nhỏ có thể ở mức BD3, lũ sông Cửu Long muộn và ở mức BD1-BD2. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm nay cũng đã tạo ra một lịch sử mới, khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016 cho thấy thời tiết đã biến đổi vô cùng phức tạp như thế nào. Năm 2019, ở nước ta thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền cả nước. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng, năm 2018 thiệt hại 20.000 tỷ đồng. Ha ha ha,